Chương thứ 17. Chừng một phút sau có tiếng người trong cửa sổ mà không thò đầu ra ngoài hỏi: "Làm cái gì thế, ai đấy?" Tôi trả lời: "Tôi đây." "Tôi là ai?" "Thưa ông, tôi là George Jackson." "Muốn gì?" "Tôi chẳng muốn gì cả ông ạ. Tôi chỉ muốn đi qua nhưng mấy con chó này không để tôi đi." "Đêm hôm thế này mò mẫm ở đây làm gì thế?" "Hừ." "Thưa ông, tôi không có mò mẫm gì đâu. Tôi ở trên tàu thủy vừa bị ngã xuống sông đây mà." "Ô thật thế ư? Có ai thắp cái đèn lên tí nào? Anh bảo tên anh là gì?" "George Jackson ông ạ. Tôi chỉ là một cậu bé thôi." "Này, cứ nói thật đi, không việc gì mà sợ, không ai đánh đâu, nhưng mà đừng có nhúc nhích." "Ở đâu, đứng yên đó." "Bob, Tom, có đứa nào đứng dậy đem cái súng ra đây." "George Jackson, có ai đi với mày nữa không?" "Không, không có ai cả." Tôi nghe tiếng người lục sục trong nhà, rồi thấy có ánh sáng bật lên. Tiếng người khi nãy nói: "Cho lui cái đèn ra xa kia. Bessie sao mà ngu thế, không biết gì cả, để cái đèn ở lại trên sàn, ngay sau cửa ra vào ấy. Bob, Tom, chúng mày đã sẵn sàng cả chưa? Ngồi vào chỗ." "Sẵn sàng cả." "Này, George Jackson, mày có biết họ nhà Shepperton không?" "Không, ông ạ, tôi chẳng nghe nói đến cái tên đó bao giờ." "Được, có thể mày chưa nghe nói đến, cũng có thể là nghe nói đến rồi. Thôi được, sẵn sàng cả rồi. Bước lên, George Jackson, coi chừng không được hấp tấp. Bước thật chậm. Nếu có ai đi cùng với mày thì phải để nó đứng lại. Nó mà bước lên sẽ bị bắn chết. Nào, tiến lên, đi." "Chậm thôi, tự tay đẩy cánh cửa ra vừa đủ để lách vào thôi, nghe không?" Tôi không hấp tấp bước lên, mà có muốn cũng không được. Mỗi lần chỉ bước một bước chậm và không có tiếng động nào, chỉ nghe thấy tim tôi đập. Lũ chó cũng im lặng như bọn người, chúng nó theo sau cách tôi một tí. Bước đến bực cửa, tôi nghe tiếng mở khóa, nhấc cái thang chắn cửa và rút then cài. Tôi đặt tay lên cửa, nhẹ đẩy tí một, rồi có tiếng nói: "Thế thôi, được rồi, thò đầu vào." Tôi đưa đầu vào, nhưng trong bụng vẫn lo sợ. Sợ họ chặt mất đầu. Ngọn nến để trên sàn nhà và họ đã đứng cả quanh đó. Họ nhìn tôi cũng nhìn họ đến gần nửa phút. Ba người to lớn cầm súng trong tay lăm lăm chĩa vào tôi, làm tôi giận cả người. Thật đấy, người nhiều tuổi nhất tóc đã hơi bạc, trạc độ 60. Người thứ hai quãng 30 hay là hơn. Cả hai đều trông đẹp, chững chạc. Và một người đàn bà đứng tuổi tóc hoa râm, khuôn mặt nhỏ nhắn. Người đứng sau người đàn bà là hai thiếu phụ còn trẻ mà tôi nhìn không được rõ lắm. Người đàn ông cao tuổi nói: "Thế được rồi, bước vào đi." Tôi vừa bước vào thì người đó đã khóa tịt ngay cửa lại, cài then chặn cả thanh ngang, rồi bảo người đàn ông trẻ mang súng đến. Cả bọn bước vào phòng, bên có trải một cái thảm mới trùm lại một góc gần cửa sổ trông ra đường. Không còn ai đứng lại đó nữa. Rồi họ cầm cái nến lên, nhìn tôi cẩn thận và nói: "Ồ, nó không phải là đám Shepperton." "Không, nó chẳng có vẻ gì là Shepperton." Rồi người nhiều tuổi bảo tôi ngừng lại để họ lục soát xem có vũ khí gì không, vì không phải là có ý gì hại tôi, mà chỉ để cho chắc chắn. Lão ta không thọc tay vào túi tôi mà chỉ lần mò ở bên ngoài thôi. Rồi bảo được rồi. Lão bảo tôi bây giờ cứ tự nhiên như ở nhà, với lại nói đủ các thứ về tôi nữa. Nhưng người đàn bà đứng tuổi hỏi: "Chết chưa? Này ông Son, thằng bé ướt đẫm cả người thế này mà có lẽ nó cũng còn đói đấy." "Ừ, phải đấy, Rachel ạ, tôi quên mất." Người đàn bà nói: "Bessie, đây là một người đàn bà da đen, chạy đi kiếm cái gì cho nó ăn. Khổ, tội nghiệp cậu bé. Còn một cô đi gọi Búc dậy, bảo nó, à thôi, nó đây rồi. Búc, đem cậu bé này đi cởi quần áo ướt ra, lấy đồ nào khô của mày ra, mặc cho nó." Trông Búc cũng chạc tuổi tôi, 13 hay 14 gì đó. Tuy hắn hơi lớn hơn so với tuổi tôi một chút, nó chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi, đầu tóc thì rất bẩn. Nó bước đến miệng ngáp và lấy ngón tay dụi mắt, còn tay kia kéo lê khẩu súng. Nó hỏi: "Không có bọn Shepperton ngoài đó chứ?" Cả đám người nói: "Không, báo động giả đấy thôi." Nó nói: "Tưởng nếu có bọn ấy thì tôi đã vớ được một đứa." Cả bọn cười bọp nói:
Này Bốc, nhưng mày đến chậm quá, có thể chúng nó chụp hết cả bọn mình đấy. Sao tôi không còn ai nữa ư? Như thế không được, bao giờ tôi cũng bị tụt lại thế này, chả được thấy gì cả. Yên chí Bốc con ơi, Lộc kia nói, rồi mày sẽ tha hồ được thấy, đừng lo. Thôi cứ đi đi, làm theo mẹ mày bảo đi đã. Chúng tôi lên gác vào buồng thằng Bốc. Nó đưa tôi một chiếc áo sơ mi vải dày với một cái quần cũ. Tôi mặc vào. Mặc xong, nó hỏi tên tôi là gì. Tôi chưa nói thì nó đã chỉ cho tôi xem một con sáo sậu với một con thỏ nó mới bắt được trong rừng hôm kia. Rồi nó hỏi tôi rằng, cái lúc tắt nến thì mouse ở đâu? Tôi bảo tôi không biết và cũng chưa nghe nói cái đó bao giờ. Nó bảo, thế mày thử đoán xem. Tôi trả lời, tao làm thế nào mà đoán được vì tao đang nghe nói bao giờ đâu. Nhưng mày có thể đoán ra được chứ, dễ lắm. Tôi hỏi, cây nến nào? Cây nến nào cũng được. Tao không biết nó ở đâu cả. Ở đâu? Ồ hay, ở trong chỗ tối ấy chứ đâu. À nếu mày biết rồi thì còn phải hỏi tao làm gì? Mẹ kiếp, đó là một câu đố mày không thấy à? Này, mày định ở lại đây bao lâu? Mày phải ở đây mãi nhá. Chúng mình tha hồ đi săn bắn. Bây giờ không phải đi học nữa. Mày có con chó nào không? Tao có một con chó, đưa nó ra ngoài sông. Nếu tao ném cái gì ra sông thì nó sẽ bơi ra nhặt về được. Mày có thích đi sục sạo ngày chủ nhật không? Và chạy lung tung chơi các thứ như vậy không? Chắc mày không thích. Hừ, nhưng tao thích lắm. Mày mặc cả những cái này vào nữa đi xem nào. Có lẽ tao cũng mặc thêm vào nữa. Nhưng mà thôi nóng quá. Xong chưa? Được rồi, thôi đi đi ông bạn. Bánh mì nguội, thịt bò cũng nguội, rồi bơ, bánh sữa. Họ đã chuẩn bị sẵn cho tôi những thứ đó. Và như vậy còn tốt hơn những cái tôi đã được ăn từ trước đến nay nhiều lắm. Búc và mẹ nó và cả nhà đều hút thuốc bằng những cái tẩu con. Chưa có người đàn bà da đen lúc nãy với hai thiếu phụ. Cả nhà vừa hút, vừa nói chuyện. Tôi cũng vừa ăn, vừa nói. Hai thiếu phụ ngồi giữa đống cuộn sợi tóc xóa xuống sau lưng. Người nào cũng hỏi chuyện tôi. Tôi kể lại nào là bố tôi với tôi và cả gia đình sống ở một cái trại nhỏ ở tít đằng cuối vùng Arkansas. Chị tôi là Mary Ann bỏ đi lấy chồng và không biết tin tức gì. Rubio lại đi tìm hai vợ chồng chị tôi cũng không có tin gì. Còn Tom và Mort thì chết rồi. Về sau cả nhà chỉ có bố tôi với tôi mà bố tôi khó khăn sa sút chẳng còn gì. Vì thế sau khi bố tôi chết tôi nhặt nhạnh mấy thứ để lại mà đi. Vì cái trại đó không phải của nhà chúng tôi nên mới bỏ ra ngoài sông đáp tàu thủy. Chẳng may thế nào, đi đường tới nơi bị rớt xuống sông thành ra mò đến đây. Họ bảo tôi cứ coi đây như nhà và muốn ở lại đến bao giờ cũng được. Lúc đó gần sáng, mọi người đi ngủ cả, tôi cũng đi ngủ với Búc. Lúc tỉnh dậy đã muộn và tôi quên khuấy mất tên mình là gì, thế có chết không? Tôi nằm đó đến một giờ đồng hồ, cố nghĩ lại xem. Lúc Búc thức dậy tôi hỏi, Búc, mày có đánh vần được không? Được, nó đáp. Tao chắc mày không đánh vần nổi tên tao đâu. Tôi nói thế, nó trả lời. Tao bảo cái gì mày dám làm thì tao cũng làm được. Ờ thế mày thử đánh vần tên tao xem nào. George Jackson. Đó, mày xem. Khá lắm, đúng đấy. Tao cứ tưởng mày không đánh vần được. Cái tên ấy cũng không đến nỗi lủng củng khó đánh vần cho lắm. Có thể đọc được ngay, không cần phải nghĩ ngợi. Tôi nhớ kỹ trong bụng để nhỡ chốc nữa có ai bảo tôi đánh vần thì tôi có thể nói ngay được nhanh chóng, ra vẻ như tôi đã quen với tên mình lắm. Đây là một cái gia đình khá tốt bụng và cái nhà này cũng hết sức là xinh xắn nữa. Tôi chưa thấy cái nhà nào ở vùng ngoài này xinh đẹp kiểu cách như cái nhà này. Trên cửa ra vào không có chốt bằng sắt hay bằng gỗ buộc vào miếng dây da hoãng, nhưng có cái núm bằng đồng để quay y như những nhà ở thành phố. Trong phòng khách không kê giường ngủ, không để cái gì khác làm giường. Có rất nhiều phòng như thế ở ngoài tỉnh, họ kê giường ngủ, có một cái lò sưởi to ở dưới lót gạch và gạch ở xung quanh rất sạch sẽ, đỏ chót vì là họ đổ nước lên đó rồi lấy gạch khác kỳ cọ đi. Có khi người ta lại sơn lên một nước sơn đỏ, thường gọi là màu nâu Tây Ban Nha, y như một căn nhà ngoài thành phố. Có những con chó to bằng đồng có thể đội được cả cột nhà. Ở giữa bệ lò sưởi có một cái đồng hồ, một bức tranh phong cảnh thành phố vẽ và một nửa miếng kính, rồi một cái khoanh tròn ở giữa là mặt trời. Sau miếng kính đồng hồ ấy có thể trông thấy quả lắc đưa đi đưa lại.
Nghe cái đồng hồ đánh chuông hay lắm. Thỉnh thoảng một anh chàng lái rong nào đó đi qua và lau chùi nó, điều chỉnh nó cho đúng chỗ. Tức thì nó đánh liên hồi 150 tiếng cho tới khi nó được tháo ra. Chủ nhà chả dễ gì bán nó với bất kỳ một giá nào đâu. Rồi hai bên đồng hồ lại có hai con vẹt trông rất lạ, làm bằng thứ gì như phấn, sơn màu sặc sỡ. Cạnh con vẹt bên này có một con mèo bằng sứ, còn bên kia có con chó bằng sứ. Mỗi khi ấn vào đầu nó một cái thì nó kêu óe lên một tiếng, nhưng lại không há miệng ra mà cũng chẳng tỏ vẻ tức giận hay vui mừng. Nó kêu ở dưới đít vì có hai cái quạt làm bằng lông cánh con gà rừng lắp ở phía sau. Trên bàn để giữa phòng có một cái âu bằng sứ trông rất đẹp, chất đầy những táo, cam, đào, nho, trông đỏ đỏ, vàng vàng và đẹp hơn những quả thường. Nhưng đó không phải là hoa quả thật, và có thể trông thấy những chỗ đã bong dần vỏ ngoài, trơ cả đất trắng ở trong ra. Trên mặt bàn phủ một chiếc khăn trải bàn bằng vải dầu đẹp, ở giữa khăn vẽ một con chim ưng xanh đỏ, xung quanh sơn một đường viền. Họ bảo chiếc khăn đỏ mang từ Philadelphia về. Cũng có một ít sách nữa xếp cẩn thận ở mấy góc bàn. Một quyển là cuốn kinh thánh, trong vẽ rất nhiều tranh ảnh. Một quyển là cuốn những bước đường của Pilgrim, nói về người bỏ nhà đi mà không nói tại sao. Thỉnh thoảng tôi vẫn đọc chuyện này. Những lời nói trong đó khá hay, nhưng phải cái hơi cục cằn. Một quyển khác là cuốn Hy sinh vì bạn, trong đó có rất nhiều chuyện hay, thơ hay, nhưng tôi không đọc thơ. Một cuốn là những bài diễn văn của Henry Clay, rồi một cuốn nữa là Y học trong gia đình của bác sĩ Gould. Trong đó nói về tất cả những gì ta phải làm khi trong nhà có người ốm đau hoặc là chết. Rồi lại có một quyển sách về những bài hát mừng thánh, lại một lô những sách khác, lại có những chiếc ghế con rất xinh, chân đóng choãi ra và ngồi rất vững. Ở giữa mặt ghế không trũng mà cũng không sổ tụt ra như một cái rổ cũ. Họ có cả tranh treo trên tường, nhất là tranh vẽ Washington và Lafayette, một nhà dân chủ Pháp, tham gia cuộc chiến tranh giải phóng Mỹ khỏi ách đô hộ Anh. Vẽ những trận đánh nhau, vẽ vùng cao nguyên, Mary và một bức tranh gọi là ký bản tuyên ngôn. Có một số bức tranh mà họ gọi là ký họa, trong đó vẽ hình một trong những người con gái ở gia đình này đã chết rồi. Đó là cô ta tự vẽ hồi mới 15 tuổi. Những tranh này khác với mọi bức tranh mà trước đây tôi vẫn thường thấy. Nó phần nhiều đen hơn là tranh thường. Một cái vẽ người đàn bà mặc áo đen mỏng, thắt nhỏ dưới cánh tay, với những miếng xòe ra như bắp cải ở giữa cổ tay áo, với một cái mũ chụp lên đầu có mảnh voan đen xòa xuống, với hai cổ chân trắng, chung quanh quấn dây đen, đeo đôi giày đen chi nhỏ bằng những dao trổ. Người đàn bà trong tranh cúi xuống buồn bã bên một cái bia mộ ở phía bên phải, dưới một gốc cây liễu rủ. Còn tay kia thì cầm chiếc khăn trắng với một cái giỏ đan. Dưới bức tranh viết rằng: "Hỡi ơi, em không bao giờ còn được thấy anh nữa." Còn một bức tranh khác thì vẽ người đàn bà trẻ tuổi, có bao nhiêu tóc trải ngược hết cả lên, đỉnh đầu, thắt nút ở đằng trước, thành một cái lược, trông như cái lưng ghế tựa. Bà ta đang khóc, mặt úp vào chiếc khăn, lại có một con chim chết nằm ngửa trên bàn tay kia. Hai chân lại chồng ngược, rửa dưới tranh, thì viết: "Hỡi ơi, ta sẽ không bao giờ còn được nghe mi hót nữa." Rồi lại có một bức tranh khác, vẽ một người đàn bà trẻ tuổi ngồi bên cửa sổ, nhìn trăng, nước mắt chảy ròng ròng xuống má. Một tay cầm bức thư mở sẵn, có dấu hiệu triền đen ở một bên bức thư. Đưa chiếc khung ảnh nhỏ, có một sợi dây lên miệng cắn. Dưới tranh thì đề là: "Có phải anh ra đi chăng hỡi ơi, anh đi rồi." Những bức tranh ấy đều rất đẹp cả, tôi chắc thế, nhưng hình như tôi không thích lắm. Vì cứ lúc nào tôi buồn, nó lại làm cho tôi thấy nặng nề hơn. Ai cũng lấy làm tiếc rằng cô ta chết, vì cô ta đang còn định vẽ rất nhiều bức tranh như thế. Ai cũng thấy rằng cô ta đã làm được những gì và mọi người mất những gì. Nhưng tôi nghĩ rằng với cái tính tình của cô ấy như thế thì cũng nên ra nghĩa địa mà nghỉ ngơi thì hơn. Khi cô ấy mắc bệnh cũng là lúc cô ấy đang làm một cái mà họ gọi là bức tranh lớn nhất. Ngày nào đêm nào cũng vậy, cô ấy chỉ cầu nguyện làm sao cho cô ấy được khỏe, được sống, đến khi nào vẽ xong bức tranh ấy thì thôi. Thế nhưng cô ấy vẫn không sống được. Đó là bức tranh vẽ một người thiếu phụ mặc chiếc áo dài trắng đứng bên thành cầu, sắp sửa nhảy xuống sông. Tóc xõa xuống sau lưng, mặt ngẩng lên nhìn trăng,
nước mắt tràn trề, hai tay khoanh trước ngực, lại có hai cánh tay khác giơ ra đằng trước mặt, rồi lại có hai cánh tay khác nữa với lên gần mặt trăng. Ý ở đây là để xem đôi tay nào tốt hơn thì lấy, còn những tay khác thì sẽ xóa đi. Nhưng mà tôi đã nói ở trên, cô ấy chết trước khi có ý định dứt khoát, và bây giờ họ vẫn giữ bức tranh ấy treo ở đầu giường trong buồng cô ấy. Cứ mỗi lần đến ngày sinh nhật cô ấy thì họ lại kết hoa lên bức tranh, rồi hồi trước còn có một cái màn con phủ lên trên. Người thiếu phụ trong tranh có khuôn mặt nhỏ và xinh, nhưng vì có nhiều tay quá thành ra trông như một con nhện. Tôi thấy như vậy đấy. Người con gái này khi còn sống có một quyển sổ tay trong để những chiếc lá ướp hay chép lại những câu chuyện hoặc tâm tư của người ốm, lấy ở trong tờ tạp chí Brad Biston O'Stever, rồi làm xuống dưới đó những bài thơ cảm hứng do tự cô ấy nghĩ ra. Thơ cũng hay đáo để. Dưới đây là bài thơ của cô ấy viết về một cậu bé tên là Stephen Doblingbot bị ngã xuống giếng chết. Như là bài thơ viếng Stephen Doblingbot đã chết. Có phải em Stephen ốm, có phải em Stephen chết, có phải những trái tim buồn thêm nặng, có phải những người đưa em khóc? Không, đâu phải số mệnh của em Stephen Doblingbot. Dù những trái tim quanh em có nặng, dù không phải vì đau ốm đâu em. Chẳng tiếng nức nở nào hàn gắn được hình em, chẳng có gì xóa nổi vết đau, cũng chẳng gì bù đắp lại tên em. Hỡi Stephen Doblingbot, mặc cho đớn đau không phá nổi tình yêu, mái đầu còn nguyên mớ tóc, mặc cho ruột gan khiến em ngã xuống, em vẫn là Stephen Doblingbot. Ôi không, hãy nhìn bằng đôi mắt đẫm lệ khi ta kể chuyện về số phận em. Hồn bay lên trên thế giới lạnh lùng khi em xa chân xuống giếng. Vớt em lên và dốc nước trong người, nhưng ôi thôi đã quá muộn rồi. Hồn em đã bay về nơi nào chẳng thấy, ở nơi nào tốt lành, vĩ đại. Nếu như cô Emily Grandeford có thể làm được những bài thơ như thế này từ lúc mới 14 tuổi thì không biết rồi về sau sẽ còn làm được những gì nữa. Thằng Bức nói rằng cô ấy có thể nguệch ngoạc ra một bài thơ dễ dàng như chơi. Chẳng lúc nào là cô ta không suy nghĩ. Nó bảo cô ấy hạ xuống một dòng, rồi nếu không tìm ra câu nào nữa cho hợp vần với câu trên là xóa đi ngay, lập tức thả xuống một câu khác, rồi cứ thế mãi. Cô ấy không thích riêng một cái gì, có thể viết bất cứ cái gì chọn mà người ta bảo cô viết. Nhưng phải là thơ buồn. Mỗi lần có một người nào chết, đàn ông, đàn bà hay trẻ em, là cô ấy viết ngay được một cái gì để viếng người chết đó trước khi cái xác lạnh ngắt. Cô ấy gọi đó là những lời ca ngợi. Hàng xóm láng giềng gọi nói rằng cứ theo trật tự thì trước hết là bác sĩ, rồi đến Emily, rồi mới đến người cho thuê đòn đám ma. Những người cho thuê đòn không bao giờ đến trước Emily, mà chỉ đến cùng một lúc. Rồi cô ấy sôi nổi đưa ra một vần thơ ứng vào tên người chết, gọi là Whistler. Rồi về sau này cô ấy cứ thay đổi tính nết dần dần, chẳng bao giờ kêu ca. Nhưng người thì cứ gầy mòn và không sống được lâu. Tội nghiệp quá. Nhiều lần tôi đi lên căn buồng con trước kia cô ấy thường làm việc, lấy cuốn sổ tay trong đó ra xem. Nhìn những bức tranh cô ấy vẽ làm tôi cũng đâm ra buồn bã và thấy thương thương. Tôi yêu mến cả cái gia đình này, cả người chết nữa, tất cả. Và tôi không để xảy ra chuyện gì. Khổ thay cho cô Emily, khi cô còn sống làm thơ về những người chết mà cô không thấy rằng bây giờ cô chết đi thì chẳng có một ai làm thơ về cô. Vì thế tôi cũng cố bóp chán nghĩ một vài câu, nhưng chẳng thể nào nghĩ ra được. Cái gia đình này giữ gìn buồng cô Emily rất sạch sẽ gọn gàng, và mọi vật đều để nguyên như ý thích của cô khi còn sống. Và cũng không có ai đến đó ngủ hết. Bà mẹ cô tự mình quét dọn, chăm sóc căn buồng này. Mặc dầu trong nhà có nhiều người da đen hầu hạ, bà ấy đem vào trong buồng này ngồi khâu vá phần nhiều hay đọc kinh ở đây. À quên, đang nói chuyện về cái phòng khách. Ở đây có nhiều cửa sổ, màn cửa trắng có hình vẽ những tòa lâu đài cổ, dán nho ở quanh tường với những đàn bò đàn ngựa đang uống nước. Có một chiếc đàn dương cầm nhỏ, đã cũ, mà trong đó tôi chắc là có cả xoong chảo. Mỗi khi nghe các cô nói trong nhà hát bài "Những dây liên hệ cuối cùng đã đứt" hay chơi bài "Trận giao chiến ở Prague" thì thật là không có gì hay ho bằng. Tường chung quanh các phòng đều đắp thạch cao, hầu hết phòng nào cũng có trải thảm trên sàn, và toàn thể cái nhà này đều quét vôi trắng ở bên ngoài. Đó là một căn nhà hai nếp,
Khoảng trống giữa hai nếp nhà có cái mái che lát gỗ cẩn thận. Đôi khi giữa trưa đem kê một chiếc bàn ở đó, ngồi rất mát mẻ, rất thú vị, chẳng có gì hơn được thế nữa. Và nếu những bữa ăn mà là ngon nữa thì thật tuyệt, không còn gì bằng. VTC Now.